Như chúng ta hay biết ấy, thường các cái bộ PC thì nó có một cái kích thước rất là khủng khiếp và nó rất là to, cho nên là về cái khả năng di động thì gần như là bằng không rồi. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái bộ gọi là mini PC như thế này để mà nó thay thế khắc phục. Hiệu suất thì nó có thể là chưa bằng so với những bộ PC, tại vì không gian nó đã được tối ưu rồi. Cái việc mà gắn thêm một cái card trời nữa để mà kiểu chơi game như là một bộ PC có kích thước to khổng lồ nó sẽ khó hơn. Nhưng đổi được cái đó chính là gì? Nó nhỏ gọn, nó tiết kiệm không gian đi rất nhiều. Nếu như so với lại một cái bộ PC thông thường ấy thì chúng ta có thể là tiết kiệm được không gian đâu đó là từ 5 đến 6 lần các bạn nhé. Và mình đang có ở đây là một bộ mini PC của MSI có tên là Pro DB21. Có trọng lượng chỉ là hơn 1kg thôi các bạn ạ, 1kg 2, 1kg 3. Rất là nhẹ như thế này. Đấy, các bạn mang đi làm cũng được luôn. Và với cái bản mình đang có đây thì nó chạy con chip là Core i3 thế hệ 13 các bạn nhé, 13100. Với dòng chip Core i3 thế hệ 13 này thì các bạn cứ yên tâm rằng là hiệu suất của nó cực kỳ tốt. Tuy nhiên thì tí nữa mình sẽ nói chi tiết hơn về mặt hiệu năng. Còn về vẻ ngoài của em này thì các bạn có thể thấy nó có một cái thiết kế rất là tối giản. Mặt trước thì nó vẫn sẽ hơi là hầm hố một tí, với 4 cổng USB Type-A. Và USB Type-A này sẽ là 2.0, kèm với đó là hai cái jack để cắm micro cũng như là tai nghe. Bên trên thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái phím nguồn nữa. Cạnh bên thì chúng ta sẽ có là một cái khoang như thế này, được lắp một cái tấm lưới. Bên trong thì chúng ta sẽ có một cái quạt tản nhiệt. Đây sẽ là cái nơi mà lưu thông cái luồng khí giúp cho cái hệ thống bo mạch bên trong nó được mát mẻ hơn trong quá trình sử dụng. Còn cạnh sau thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái cổng kết nối khác, ví dụ như là nguồn này, HDMI này, DisplayPort này, cổng mang lan để giúp cho đường truyền mạng ổn định hơn, USB Type-C 3.2 Gen 2 này, một USB Type-A 3.2 Gen 2 và hai USB Type-A 3.2 Gen 1. Với những cổng 3 chấm trở lên như thế này thì mình nghĩ là đặt ở phía trước nó sẽ là hợp lý hơn, vì cơ bản là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là kiểu cắm đầu lọc vào rồi là truyền file nó rất là nhanh. Trong khi là việc đặt ở phía sau như thế này thì nó sẽ hơi hạn chế, tức là nó không có tiện lắm. Nên là nếu như mà hoán đổi giữa các cổng USB 2.0 sang phía sau và USB 3 chấm trở lên sang phía trước thì nó sẽ hợp lý hơn. Về RAM thì con này nó sẽ có là 8GB và SSD sẽ là 256GB. Thì ở những cái thành phần này chúng ta đều có thể nâng cấp lên được các bạn nhé. Với cái chiếc mini PC này nó có thể hỗ trợ tối đa lên tới là 64GB và 4TB SSD cơ. Cho nên là tha hồ để mà các bạn nâng cấp và lưu trữ. Ở đây mình thấy cái option RAM SSD phù hợp nhất đó chính là tầm khoảng 16GB RAM và SSD là 1TB. Thì nó sẽ là kiểu cực kỳ thoải mái để mà chúng ta sử dụng rồi. Và nó phù hợp với lại cái cấu hình là con chip Core i3 thế hệ 13 đang có ở đây đó. Tại vì rõ ràng là với con chip Core i3 thế hệ 13 này, nó là một con chip mạnh nha, cực kỳ mạnh đấy, chứ không phải là yếu đâu. Chúng ta có thể là sử dụng để mà giải trí chơi những cái tựa game kiểu như là Liên Minh Huyền Thoại ở thời điểm hiện tại được, lên tới là loanh quanh tầm khoảng 100fps cơ. Như cấu hình mình đang setup tùy chỉnh ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là nó chơi hoàn toàn rất mượt mà, đặc biệt là trong những cái combat giao tranh tổng cân đét luôn. Và mình thấy là trong quá trình sử dụng thì cái quạt của con này nó phát ra tiếng ồn không quá lớn, nói chung là rất là êm các bạn à, cho nên là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta. Kèm với đó là con chip Core i3 thế hệ 13 này nó cũng có thể tự tin làm được Photoshop cũng như Premiere một cách hoàn toàn thoải mái, tại vì những ứng dụng này là nó cần CPU mà. Đấy, để mà nó vận động trong quá trình mà chỉnh sửa edit. Còn về cái khoản render ấy thì con này nó sẽ không có card trời để hỗ trợ render nhanh. Tuy nhiên thì với cái card được tích hợp bên trong cái con chip Core i3 thế hệ 13 này, nó vẫn sẽ đáp ứng rất là tốt về cái khoản render. Tức là nói chung là chấp nhận được. Mình có copy video 4K vào và thử dựng, nói chung là như một video bình thường mình hay sản xuất trên kênh YouTube của Admin Kha hoặc là TikTok, thì đều có thể là hoạt động một cách trơn tru và mượt mà. Cho nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về mặt hiệu suất của cái chiếc mini PC này. Với món đồ này thì mình thấy là nó phù hợp với mọi không gian làm việc, và đặc biệt là các mô hình kinh doanh, văn phòng, doanh nghiệp, vì nó vừa tiết kiệm điện năng này, vừa có chế độ bảo mật mà giá thành thì lại không quá cao. Nên là mình nghĩ các cơ quan, doanh nghiệp có thể cân nhắc đầu tư cái bộ máy này. Và nó có kiểu thiết kế TBM giúp giữ an toàn cho dữ liệu mạch bằng khóa mã hóa của ứng dụng MSI Cloud Center, đem đến cho người dùng mạng đám mây cá nhân và giúp sao lưu tập tin từ thiết bị di động như là Android hoặc iOS. Ban đầu khi mà mới nhận cái chiếc mini PC này, mình sẽ nghĩ là nó rất là nóng và nó rất là ồn, tại vì nó phải là tối ưu cái không gian, không có không gian để tản nhiệt này, cũng như là không có không gian để mà nhét thêm những cái linh kiện khác nó bổ trợ trong cái quá trình mà chạy những cái tác vụ nặng. Tuy nhiên thì thực tế thì nó lại khiến cho mình rất là bất ngờ. Hiệu năng thì vẫn đảm bảo sử dụng cực kỳ tốt, trong khi là nó có một kích thước vô cùng nhỏ gọn như thế này. Và nó rất phù hợp để mà dành cho những bạn nào làm những cái công việc văn phòng bây giờ. Mà đặc biệt nhé, kể cả là những cái tác vụ nó thiên hướng là chuyên nghiệp một tí, kiểu như edit, chỉnh sửa video thì nó đều đáp ứng vẫn ok. Tại vì con chip Core i3 thế hệ 13 nó không phải như ngày xưa nữa các bạn à. Core i3 mà bắt đầu từ thế hệ thứ 10 thôi là nó đã có hiệu suất rất là tốt rồi. Huống chi là cái bộ PC này đang có là một trong những cái con chip Core i3 đời mới nhất. Đấy, cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm về mặt hiệu suất của nó. Và tất nhiên với mini PC thì chúng ta chưa thể làm gì được, vì cơ bản là nó còn thiếu cái màn hình.
nên là mình sẽ gửi đến cho bạn một cái chiếc màn hình cũng giá cực kỳ rẻ luôn, nó chỉ tầm khoảng 2 triệu đến từ MSI thôi. Nhưng mà các bạn có thể thấy được rằng là thiết kế của nó rất là đẹp các bạn nhé. Nó giống như là một cái màn hình mà đắt tiền hơn tầm đâu đó là từ 5 đến 10 triệu vậy. Thứ nhất là viền siêu mỏng như các bạn có thể thấy ở đây, và kích thước của nó chính xác sẽ là 23.8 inch. Đây là một kích thước mà mình thấy là nó sẽ phù hợp với đại đa số không gian, đặc biệt với những cái căn phòng nó rơi vào tầm khoảng là 20-30 m² chẳng hạn, thì nó sẽ giúp tiết kiệm không gian rất là nhiều. Độ phân giải màn hình sẽ là Full HD. Cho kích thước gần 24 inch thì mình thấy rằng là cái mức độ chi tiết của nó khá là ổn. Ở cái khoảng cách mà rơi vào tầm khoảng 40 cm như mình ngồi mình trải nghiệm ấy, thì gần như là nó sẽ không có bị quá rỗ đâu. Đó, và điểm đặc biệt của con này đó chính là nó có cái tần số quét lên tới là 100Hz. Nói đến đây là nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến vấn đề đó chính là chơi game đó con nào. Đúng, tại vì cái bộ PC mini kia nó có hề yếu đâu. Cho nên là rõ ràng là với cái việc là nó có thể chơi được tựa game Liên Minh Huyền Thoại với cái mức FPS là tầm khoảng 90 đến 100 như thế, nên việc có một cái màn hình với tần số quét 100Hz như thế này thì nó quá khớp luôn chứ còn gì nữa. Đấy, và cái màu sắc của con này thì mình đánh giá là nó nằm cũng ở mức ổn thôi các bạn nhé. Nó không quá rực rỡ cũng như là không quá là nịnh mắt. Và theo cái gu của mình ấy thì các bạn nên bật thêm cái tính năng là Night Light, sau đó là chỉnh ở cái mức 30 thì nó sẽ giúp cho ra một cái màu sắc nó cân bằng hài hòa hơn. Còn những bạn nào mà thích kiểu nó hơi thiên hướng xanh và hơi trắng sáng một tí thì có thể là tắt cũng được, không có cần bật cái tính năng Night Light này. Nhưng mà mình thì mình muốn là cái màu sắc nó hơi kiểu đầm đầm, nó vàng vàng một tí xíu, ấm ấm một tí xíu cho nó dễ nhìn. Thì mình sẽ set up là như thế, và nó cũng sẽ giúp cho chúng ta là dùng trong một cái quá trình lâu dài nó đỡ bị mỏi mắt hơn. Tất nhiên là bình thường cái màn hình này thì nó cũng đã có cái công nghệ là chống lóa này, chống nhấp nháy này, cũng như là giảm ánh sáng xanh rồi. Cho nên là các bạn cũng có thể là cứ yên tâm sử dụng trong một khoảng thời gian dài nhé, đặc biệt với những cái công việc văn phòng bây giờ. Đấy, mình thấy là cái màn hình này nó có một mức giá cực kỳ tốt luôn. Và cái cách kết nối nó cũng rất đơn giản thôi. Cắm cái bộ nguồn, cắm thêm cái cổng HDMI truyền vào cái bộ PC mini kia như mình đang dùng ở đây là xong. Không có gì phức tạp cả. Toàn bộ về vỏ ngoài cũng như cái chân đế thì nó đều được làm từ nhựa. Tuy nhiên thì các bạn cứ yên tâm là nó rất chắc chắn các bạn nhé. Chúng ta có thể là thay đổi cái góc nhìn theo chiều dọc như thế này. Đấy, để mà nó phù hợp nhất với lại cái mắt của chúng ta. Độ sáng nó rơi vào tầm khoảng 300 nits cho nên nó cũng sẽ khá phù hợp trong cái việc là chúng ta để trong nhà, văn phòng, cái thứ này kia. Đây là độ sáng không quá cao, tuy nhiên thì nó cũng sẽ không phải là quá thấp các bạn nhé. Cạnh sau thì chúng ta sẽ có là một cái gọi là cái cần điều khiển các bạn nhé. Nó vừa là phím nguồn và nó vừa là cái cần điều khiển để mà chúng ta có thể là điều chỉnh cái phần màn hình ở phía sau đây. Đấy, giúp cho chúng ta có thể là tinh chỉnh cấu hình màu này. Đấy, cũng như là rất là nhiều các tính năng khác của cái màn hình này. Màn hình này thì nó sẽ sử dụng cái tấm nền là VA, và cái góc nhìn của nó theo như mình thấy, đặc biệt là khi mà mình nhìn với một cái góc hẹp như thế này, nó sẽ có hiện tượng là bị chói sáng một tí xíu các bạn nhé. Thì cái này chúng ta phải chấp nhận thôi, tại vì đây là một cái sản phẩm giá rẻ mà. Nhưng mà góc nhìn của con này vẫn cực kỳ tốt. Khi mà các bạn nhìn trực diện, các bạn nghiêng qua nghiêng lại thì nó sẽ không có hiện tượng đó đâu. Và đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong video ngày hôm nay. Không biết các bạn nghĩ sao về cái combo này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Dưới 15 triệu đồng thôi, chúng ta đã có một cái bộ PC mini cực kỳ chất lượng, đáp ứng rất tốt về cái vấn đề kiểu như là chơi game này, Liên Minh Huyền Thoại này, Photoshop này, cũng như là edit video một cách hoàn toàn rất là dễ dàng. Còn với những tác vụ văn phòng thì quá đơn giản với em này, trong khi là máy nó hoạt động mát, trơn tru, mượt mà. Đó, không có phát ra tiếng ồn quá to trong quá trình hoạt động, cũng như là một cái màn hình với mức giá cực kỳ rẻ, chỉ tầm khoảng 2 triệu mà có thiết kế là không khác gì một cái chiếc màn hình flagship viền siêu mỏng này, và tần số quét lên tới là 100Hz như thế. Không biết các bạn nghĩ sao, xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.